Hello, xin chào tất cả các bạn ha. Hôm nay mình sẽ làm hai con baby này. Thứ nhất là con gì ta? Thì là khô lèo. Con dưa leo. Hai màu này để mình phải kiếm một con female đúng không? Con để gì đây? Female luôn, hai con cái. Và mình sẽ kiếm hai con đực và mình sẽ làm hai baby cho các bạn xem ha. Thứ nhất giờ mình phải đi bay mấy vòng trái đất à. Mấy bạn đòi mình chơi map mới, mình biết mà. Mình dường như đã đoán được cái điều đó. Ủa, sao mày chui vô đây? Mình đã đoán được cái điều đó mà mình show cái map mới lên là mấy bạn rất là ghiền. Và mình cũng rất là ghiền. Nhưng thôi, từ từ đi, chúng ta chơi hết map này đi. Vẫn còn rất nhiều bạn rất là thích map này nên mình cũng chưa muốn chuyển lẹ đâu. Chơi, mình chơi hết map này, mình chuyển qua map kia chứ. Mình skip qua cái map sa mạc ha. Map sa mạc để mà làm xong cái map Rana Code. Rồi mình hẳn chuyển qua sa mạc mình chơi. Chứ sa mạc thì cũng nhìn thấy nhiều rồi. Thứ nhất là mình đợi xong cái map này cho nó hoàn thiện một cái season chơi nó hay. Ok, chúng ta cùng đi kiếm con thì con dưa leo. Dưa leo để về ăn với bít tết hết sảy luôn ha. Mấy con dưa leo thì nó thường nằm ở chỗ mấy bên vùng này nè. Đó, kìa con nhỏ kìa, mà những con đó là con bình thường rồi, mình không bắt đâu. Bắt mấy con 8 9 màu. Ui, sao có con màu này? Con này là file silicoleo. Con hệ lửa đó. Chẳng lẽ mình bắt luôn ta, bắt nhiều quá à. Hồi bắt này đi. Mấy con dễ thương này bắt được nè. Con rồng nó đang làm loạn. Mày. Nó qua đây giết con hươu của mình á. Mày. Tử nạn, bắt luôn. Thi dưa leo. Anh dưa leo đã bị mình bắn ngay cái lô đích. Ấy chết, con này ăn trái cây mà. Mình tàn là đi giết quái vật không mà. Mình trái cây đâu ra. Sao con này bị cháy lô đích vậy? Rồi, đâu rồi, đâu rồi. Khu vực này là khu vực toàn cái thể loại bá đạo không à? Con gì vậy? Ui, con gà. Cái con bắt con này đã. Rồi, ok, bắt được luôn. Bắt nó ha. Sao con này lâu tỉnh quá vậy? Ủa, ăn cái gì vậy? Ăn gì ta? Ăn cái này hả? À? Đừng nói ăn thịt đùi chứ. Hư cấu à. Phải từ từ coi mình có cái trái kích bồ không. À được rồi nè. Cái con này nó làm mình thấy bối rối quá. Ui, làm baby con hươu vui á. Ơi, đi về thôi. Mày bắt con này mấy con dễ thương về cho map mình đó. Từ từ rồi mình chuyển qua map kia mình chơi ha. Cái map đó thì nó đang hoàn thiện, nó chưa xong đâu. Mình qua mình chơi nó lắc lắm. Chơi mất công đang giữa chừng lại lỗi map tùm lum hết, nhiều vấn đề xảy ra lắm. Thôi mình cứ chơi map này xong thôi. Rồi mình hẳn chuyển qua đó, map đó. Mình cũng thấy nhiều bạn kêu anh chơi map này cho vài cháp đi, hẳn chuyển qua. Chắc là sợ mình chuyển qua map mới á. Nhưng thôi mình chơi map này đi. Từ từ qua map kia, map nào cũng như nhau à. Có điều map kia nó hơi lạ mắt xíu à. Ý da, cho xuống cái. Oh, baby, gu, kìa chưa. Sao con này mắt nó không có chảy ghen như mấy con kia ta. Mấy con này mắt chảy ghen kinh hồn luôn mà. Chảy ghen đi. Con nai đâu rồi? Con hươu sừng cắm. Ngu có đi dễ thương không? Coi cho nó đi dạo quanh thế giới đi. Đó, con này trong Harry Potter tập mấy ta? Tập mà cai ngục Azkaban á.
cái con mà tròn Harry nó giống nó cái gì không nhớ, nó là như vị thần hộ vệ cho con Harry sao á. Bên này mình thấy có con nè, bắt luôn con này ha. Con này hình như nó không xỉu mấy bạn ơi, mình dùng cung thường nó mới xỉu. Mình cho nó chích nó liều thử coi. Cái này ui 310.000 máu ha, bay đam 1.500. Rồi mình bắn thử một cái tên này coi. Rồi ngay đích luôn. Mẹ. Này xỉu nè. Mày. Ủa sao hôm bữa mình bắn nó không xỉu ta? Con này có chút hư cấu lại à. Hôm bữa bắt không xỉu nè. Rồi nhảy lên. Bắt luôn. Mắc gì không bắt. Còn ăn thịt đó mấy bạn, nó không ăn trái cây đâu. Đó mình biết mà. Đây rồi, bắt luôn. Bắt con này vậy là baby. Ê chết, quên coi nó con BD hay là con đực hay là con cái. Con này là con trống. Nói đực cái BD cuối cùng ra con trống. Rồi, chúng ta sẽ thả nó về trước á. À. Nay mình cứ bắt mới. Về mình làm Barbie một lũ luôn. Không bắt được con cá sấu giống vậy ha. Có nhiều bạn kêu mình làm cá sấu lắm, mà nhưng mình do mình chưa thấy con cá sấu nên mình chưa thể làm được. Phải mình kiếm được một cặp mới mới làm được baby được. Rồi chúng ta cùng đi tiếp thôi. Rồi đi tiếp nào. Giờ thấy con nào đẹp đẹp là hốt luôn, không có cần nói nhiều, mình bay lên thẳng lên núi. Không biết qua cái map kia mình ở vùng nào ha, ở gần gần núi 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 lửa cái mình đi qua mình ăn trộm. Thôi không nhắc tới nó nữa, nhắc tới nó mất công lắm. Rồi chúng ta đi kiếm con gì quên mẹ cái tên rồi. Wow, cái con này có chia slow à. Ồ, nó làm mình mù màu luôn. Không di chuyển được nhanh đó. Rất to, à, mình cũng không thích lắm. Và em thích mà mình đi, đang đi kiếm cái con thi lạc cô leo về mà làm baby á. Làm em bé. À, chúng ta cùng đi kiếm mấy con đó, nó nằm bên đây nhiều lắm. Nè, mình mới nói mà gặp con liền, mà những con đó là con bình thường nên mình không còn bắt. Ồ, con gấu nó chầu ha. À, con này là hệ Kusho, hệ thiên thần hay sao á. Không biết cái Kusho gì nó phải là thiên thần không? Level 210 luôn. À, mình cần con khác không cần con đó. Ý vậy kia có con kỳ tôm. Con tinh tinh à, tinh tinh đang thiếu. Tinh tinh mình tiến hóa thành con gì ta? Rock Glam hả? Gigant Brian, nó bắt luôn đi. Ồ lắc quá. Tối thui à. Cái gì trời? Vậy mà hụt. Rồi, hụt. Trong này nguy hiểm lắm nha bạn. Mấy trong cái reward này rất là nguy hiểm, dễ chết lắm. Nhiều cái thành phần xấu xa nó đang gần gặp mình. Rồi, mày bắt nó luôn đi. Đây thôi. Mình đi kiếm con dưa leo nữa cái nào. Bình thường không bắt thì thấy dưa leo quá trời, mà muốn bắt không thấy đâu quá ta. Ê con cano, con này không biết là con bây giờ tự nhiên lắc quá. Female hả? Hình như nhà mình có con mèo. Ui, hôm bữa đang định làm tập con đang định làm cái baby con này.
Rồi mình chiếm mấy con này đi. Từ từ từ. Mày đợi xong bắt con cano về làm baby cũng được lắm á. Nó chạy xuống đầm lầy, mình sợ đỉa cắn quá. Mình ra kiểm tra coi. Chích điện xuống nước rồi có. Hình như không có đĩa. Gì mega piranha tùm lum hết vậy. Ui trời ơi. Trúng luôn. Anh canh cái đường đạn đi cũng ghê á. Cút. Coi y chích cha gần chết luôn con này của mình rồi. Con này không chết được đâu, mình cá luôn không chết được đâu. Rồi mình bắt nó về mình cho làm baby con này đi. Tập trước mình không làm con cano. Ủa. À quên, mình đang xách một con rồi. Chết cha kẹt rồi mấy bạn ơi. Rồi được rồi được rồi. Ai, mình bắt con cano ha. Rồi mình cần định hướng về nhà. Rồi hướng này nè. Chơi hoài cái mình thuộc map luôn. Trời, ngoài kia nó có cục gì một hồng hồng nó chiếu ngoài biển luôn ta, chứ sao mình lấy. Ôi sao này trời lắc quá ta. Đi về thôi, gần tới nhà rồi. Rồi, tới nhà. Con cano trên kia là BD hay gì ta? Ây da, con khỉ em bữa của mình bị chết rồi. Nó đi ăn trái cây phá đám thì giỏi thôi. Ủa? Của kỹ ta? Sao không có cái gì tiến hóa ta? Ủa? Ủa kỳ vậy? Hôm bữa con này có tiến hóa mà. Ui nó sửa lại rồi ta. Nhìn mặt nó ngu quá. Ủa sao mất cái tiến hóa rồi? Kỳ trời, hay là con đực mới tiến hóa được? Quá kỳ, kỳ lạ, quá kỳ lạ, không hiểu nổi. Yeah, mình lên đây luôn. Con này nè. Đó, mèo nè. Go. Bùm. Còn lòng, còn lòng. Hai, chúng ta làm baby con này đi. Vui. Bùm 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 bùm. Mày. Con này đi nhanh ghê luôn á. Các bạn nhìn nó nè. Ê, ngầu chưa? À quên, mình phải giục con kia đã. À quên đã, mình bỏ thịt đùi cho con baby nó không chết nữa. Chết rồi. Cái thịt đùi đâu ta? Con chim còn sống không trời? À đây còn sống nè. Không chết được đâu. Nó có ăn thịt này không ta? Không, 95 ngàn cái này thì nó không chết được đâu. 95 ngàn lần. Khó chết lắm, mình qua mình cho hai con Gigan đi chứ để nó chết tội lắm. Chưa xây cái chuồng của tụi nó nữa. Con này còn 53 ngàn. Cho mày 150 đi. Với mớ thịt cá. Đó, ba loại luôn. Sinh đôi làm tao nuôi cực quá. Này, cho mày thịt cá nè. Cho mày hết luôn á. Sinh đôi cực quá mấy bạn ơi. Mình nuôi, mình chăm sóc nó cực quá. Rồi cho con bố ra đứng với con ơi. Để mình cho con này lên vai đó. Rồi chụp con này ra chỗ khác. Coi nó đi kìa. Tưng đùng đùng luôn á. Rồi đứng đây canh chừng con mày nha. Rồi mình quăng cái nó đi tuốt luốt qua đó luôn. Con này kêu trông cần con mà mày nhảy ở đâu à? À, vậy là không có con nào dám tới gần đâu. Tới gần là nó thịt luôn á chứ. À, cái con cano ở đâu? Đây. Con này là con mới bắt được. Rồi.
đi qua đây. Mấy con này đi nó không có nổ đùng đùng như con kia ha. Mấy con kia đi đùng 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 khó chịu quá. Thằng rào điện này không đánh lại mấy con boss đúng chán. Ai, chúng ta có một cặp ở nha. Rồi để mình đi kiếm coi con Sila cô leo có không, con vô leo có không, để mình bắt luôn mà làm lần hai ba bi này luôn đi. Ở con rồng của mình đâu ta? Đây, đi với rồng bá đạo bay lên trời. Ôi trời còn tối quá ta, 6 giờ sáng. Bên mấy con đó nó chỉ hiện bên khu rừng đỏ thôi, còn mấy khu khác nó không có ra hay sao á, theo mình nghĩ là vậy. Quét nhà hoàn xin lắc cây rồi mình đi kiếm. À, ở khu vực này thường cũng có mấy con rồng lắm nha, con rồng mà dòng zombie á. À, chúng ta bay chậm lại, bay cao quá từ độ cao này chúng ta sẽ không thấy cái gì cả. Mình thấy cái xè xè là mình nghĩ mấy con đó đó rồng bay tùm lum ở khu này nè. À, nó rè 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 đập vô tai khó chịu quá. Không có ta chủ mấy con gà đó, con đó là con đô đô bớt thì sao ấy. Ui baby, wow, ô một con baby này nè mấy bạn. nhìn mắc cười quá ha. Nay nó ra tập lâm con hết. À, con rồng bên kia thôi mình đi đi để chết con tội nó. Mình đi kiếm con dưa leo đó. Một con nhện, một bầy rắp to, không thấy đâu hết ta. Ê, để mình cần xác nhận lại con khỉ này coi, nhà này khỉ cái đúng không, bắt luôn con khỉ đực này. Này con nào quấn mình vậy? Ây trời, con nào cũng trộm đồ kìa, ăn trộm đồ thấy ta. À nè, mà những con này hệ độc mấy bạn ơi, không phải con mình đang cần. Con nhà mình màu khét mà. Phải có màu xanh không? Hình như có màu xanh ấy. Chết mẹ rồi, bắn lộn rồi, tiêu rồi, tiêu nhỏ rồi. Từ 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 từ. Rồi, ngã gục hết hai đàn anh em. Rồi, hai con này. Y con này nữa. Ây da, mày chết đi. Chết mày chơi, cho mày chơi. Đồ con lừa. Mày chết đi. Rồi, cano baby, ý con điện. Sao tùm lum hết vậy, kẹt cô. Mình vừa giết cái gì đó. Kẹt rồi. Mày cái cây mắc nết. Ơi, mình cứu rồi mà mình giết hết luôn rồi. Mình chỉ muốn cứu con này. Là nhà con đực hay con cái ta? Con trống hả? Con này con trống luôn mấy bạn ơi. Trống thôi mình hỏi giết đi, mình bắt làm cái gì? Con này là con gì đây? Không thấy, không thấy đường. Rồi, các chàng trai, cô gái. Cái gì? Trời, mấy con khỉ này. Rảnh. Rảnh đời tiên sinh. Suốt ngày để phá hoại. Gì nó mấy ba. Không có cái gì cho đâu mà bu. Có cúc không? Cúc không? Cúc không? Làm tao không muốn sát sanh nè mà, chứ tao sát sanh hoài. Con này là voi sừng, nhà có voi sừng không ta? Con này là con cái, ở nhà là con đực mà, ở nhà con cái luôn.
phải không? Nhà con cái mà, nãy mình nhớ lúc đầu mình vô mình là con cái. Con này con đực mày coi có con này có cái gì không? Con này nay nó không có cho tiến hóa mấy bạn ơi. Ơi cái gì vậy? Cái gì vậy? Ơi. Ơi con nó tấn công mình ta. Hai cho tụi mày đi chơi á. Hai con đó mình không cần, mình cần con đực à. Yêu con Spino kìa mấy bạn. Spinosaurus. Con này không có màu mày dẫn mình không bắt đâu. Y cái sáu kìa. Ủa con nhạn đực hay cái ta? Female. Bắt luôn ha. Ngon 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 ngon. Còn hai viên mấy đó là mình có thể bắt được hai con á. Bình tĩnh đi. Bình tĩnh, bình tĩnh, bình tĩnh. Mấy con gà. Thúi. À, tỉnh dậy đi chàng trai. Trời ơi, anh có bảo kê ở đây thì mấy chú phải lo đi. À, mình back up nó luôn rồi. Rồi, mình cần kiếm một con Thylacoleo đực đực nữa. Và mình sẽ xong nhiệm vụ. À mình bữa sau làm baby con thằng lằn xắm đi. Con đó mình chưa thấy con baby nó như thế nào hết á. Cái gì trời. Tôi không muốn sát sanh mà cứ cây tôi có lộn hoài à. Tôi tức rồi tôi càng quét hết luôn cái đảo này nha. Rồi, chúng ta đi kiếm cái con tiếp tục con dưa leo. Không thấy dưa leo nữa ta ơi. Ý kia 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 kia. Phải đây là con nhện. Nhện đang quấn con gì á? Con gấu chứ không phải là con dưa leo. Không thấy. Không thấy đâu hết. Làm sao mà mình bắt đây? Thôi, vậy được rồi, mình đi về đi, mình làm barbecue cano đi. Để anh kêu leo từ từ mình kiếm mình đi từ từ mình kiếm cũng ra chứ mình vội mình kiếm không có ra đâu. Ôi ông nào tên đầu chọc thua mãi à. Tên hay ha, đầu chọc thua mãi. Tên rất là chất. Rồi, chúng ta bay về nhà đi. Lạc ở đâu rồi trời. Ơi, chúng ta đã lạc về đâu? Trời ơi, sao mà con quét nhà nó quá trời vậy nè. Rồi, chúng mình phải mở map lên. Rồi, mình lạc gần nửa map luôn rồi. À, mình cần phải bay về gấp. Chắc chắn là hướng này. Nếu mà đoán sai thì mình sẽ đoán lại. Rồi, chúng ta đi về thôi. Nhện á là baby nữa luôn á. Sương mù dày đặc luôn mấy bạn ơi. Dày vậy mà chẳng thấy gì hết. Rồi mình có đi hướng này là sẽ về tới nhà thôi. Bay lên núi luôn. Thôi mù rồi. Mù dày sao mà nhìn. Thấy đẹp rồi đó. Sáng sau cơn mưa trời lại sáng. Đây là toàn khu vực này toàn mấy con này không à. Xưa nay em thấy đô đô rết tao. Hôm nay nó không cho biến đổi con kia nữa ta. Con khỉ á. Nó không cho mình biến đổi nữa. Kỳ quá ha. Mà chết mẹ đi lạc đường rồi. Mình ở ghìa ốc đảo. Rồi, hướng này đi. Hướng này. Thấy bối rối quá vậy. Đây nào. Rồi, chúng ta về nhà, chúng ta làm baby ha. Rồi, con này không cần giết đâu.
Mình ở gần núi Tiết thì mấy con ở núi Tiết mình bắt được hết, còn mấy con ở xa mình bắt tùm lum hết khó. Rồi quan trọng là con này là con đực hay con cái nè. Female chết rồi. Ơi, hai con cái. Vậy sao mà yêu nhau? Trời ơi, sẽ thịt hết cho rồi. Làm lấy cái này lấy da của nó làm túi ha. Thôi ác lắm. Coi con này. Đâu con này là boy sinh. Cái thấy chưa? Con cái mà. Con này là elemental mà con kia là chỉ là boy sinh thôi mấy bạn ơi. Chứ bắt giờ nó cũng không có quấn quýt nhau được đâu. Rồi, thôi mình vô mình làm con baby cano đi. Tụi nó chờ nãy giờ đó. Con này là đã cho lên cấp cao cao xíu. Rồi, max cấp. Rồi, quất nhau đi. Rồi, mình sẽ nhấn phím mô. À, nó bắt đầu chạy rồi đó. Đứng gần nhau đi, đừng có mà đi xa. Mình sẽ bấm từ từ đó để lấy được cái phần trăm của nó. Con này nó đòi đi nè. Rồi, mất phần trăm. Bà mẹ nó. Rồi kẹt đó đi, đúng rồi. Vậy sao mình thấy chế không? Tụi mày được lắm, tao phải chơi cái này với tụi mày thôi. Có giỏi thì đi nữa đi. Này, nết. Chui vô. Đúng rồi, chui vô. Tao nhấn U cho tụi mày phang nhau ở trong đây luôn. Có mấy giây mới chịu đựng không được hả? Làm gì mà vừa yêu nhau mà vừa chạy đùng đùng. Phắt thiệt chứ. Rồi chúng ta cùng đợi ha. Gần xong rồi đó. Nó chạy miết à. Đó, nó có đòi đi miết à. Rồi, 37. Nó mà đi là rớt phần trăm liền. Rồi, ỷ nó, ỷ cùng một lúc luôn. Ôi chết cha, nhân lộn nút rồi. Rồi, mất phần trăm luôn rồi. Cái con này ức chế thiệt ta. Nó chọi cho mày kẹt luôn trong góc luôn. Đó, kẹt đi. Trời, nãy giờ trở lại rồi. Chín phần trăm mà. Rồi, tức ghê, đang ngon lành, hai tay mày tao bắn cho viên thuốc mê luôn. Nhìn cái tay nó mắc cười mấy bạn ha. Tay nó y bị cục á. Tự nhiên cho cái tay làm gì mà nhìn nó phế. Thấy cái này còn lâu hơn là cái nó kết đôi với nhau á. Nó ghi tay sần thấy còn nhanh hơn á. Đứng im này nha. Tôi đánh á. Có cái răng của nó kìa mấy bạn. Quá nguy hiểm. Cạp chung một cái là xuyên vô đít luôn. 60%. Số 1, số 2, số 3, số 4, số 5, số 6. Ý, đứng lại đi, đừng có đi, tôi lạy tụi mày luôn á. Sắp xong rồi cho đi thoải mái. Ơi, đừng, đừng, làm ơn. Đừng, đừng có đi nữa. Chết rồi, nó gần xa con đực rồi.
80 rồi mà đi nó chắc điên quá. Chắc mình lấy cái gì mình rào hết luôn á. Mít lần này mình giết luôn á, bực rồi đó. Không có được đi nha. Đi ra cho mày viên thuốc mê vô lô đích liền. Rồi con kia đi tới được á. Rồi rồi 95 rồi. Rồi rồi. Ê! Trời ơi đừng có đi nữa. Xong rồi. Mày đi đâu mày đi đi. Cút đi. Còn khỉ đột này. Đó, mày đi đâu mày đi đi. Ôi, cái này đã xong rồi. Cái này lên nhanh lắm mấy bạn ơi. Ôi, mày ồn quá. Tao cho mày im lặng đi. Mày có quyền được im lặng rồi đó. Đi ra chỗ khác cho con kia nó đẻ. Rồi, cho nó đứng ngay đi. Cái này rất là nhanh. Dục đây đi. Rồi, lấy này ra. Rộng rãi chưa? Ồ. Nhìn thấy con này nhìn nó tíu tíu cái tay nó kìa mấy bạn. Tíu quá tíu luôn. Nhanh không? Nhanh phần trăm không để mình chỉnh slow mo cho nó nhanh. 8 hồng chỉnh slow mo cho nó nhanh ha. Rồi, cái này lên nhanh lắm. Giờ mình cứ bắt mình về mình chỉnh về đi cho nó thoải mái luôn chứ để nó lâu lắm mệt lắm. Chứ hôm bữa mình chỉnh không được á, mình ngồi mà đợi có tiếng đồng hồ. Cái này là nhanh hơn gấp 20 lần rồi đó mấy bạn. Rồi, khá là nhanh, chúng ta không cần phải chờ đợi lâu. Thường thì hôm bữa mình làm cái thời gian thật trong đây nó chạy là phải mấy ngày trong đây nó mới đẻ được á. Rồi. Nó nhảy lên một cái này chín chín luôn á. Nó đang bị lắc nè. Chứ mình chỉnh nữa là nó ra luôn hai con mình không đỡ nổi đâu. Đó, 97 thấy chưa? 98. Wow, sẽ chúng ta sẽ cùng xuất hiện của hai baby hay là một baby đây sẽ là như thế nào đây? Chúng ta cùng chờ xem nha. Ở đây. Tao sẽ chờ đón mày. Ui kinh. Ý, ra coi. Có một con à mấy bạn ơi. Cưng không? Yeah. Dữ không? Đi kìa. Đùng, đùng, đùng. Nhìn đã quá ha. Nhìn có con thích thiệt. Cano cũng dễ thương quá à. Ngu ngu đi vô hàng gạo điện rồi chết luôn á. Đi theo nó. Bùm, bùm. Thôi mình bắt lại ha. Thôi bắt lại đi. Không đi nữa. Để mình cho nó tắt cái chế độ đi nhông nhông của nó đi. Rồi mình bích cấp nó. Cho nó ra ngoài đứng với mấy con kia luôn. Đâu rồi cái này vô. Rồi bắt nó ra ngoài đi. Cho nó đứng gần. Ao đó. Hí nhỏ xíu à. Hai không đứng gần. Cặp này đang sống thoải mái ở đây mình không có đụng chạm được, mình cho nó ra khu vực khác đi. Khu vực nào ta? Rồi cho nó lên đồi núi nó ở. Thu nhỏ à, nhỏ xíu à. Thôi video này này mình cũng sẽ dừng đây ha, tại vì không kiếm được hai con Thylacoleo nên mình chịu khó mình làm một con này đi. Sau mình sẽ kiếm ráng kiếm đủ hết rồi mình làm mấy con này đi. Vì bạn cũng thích con này lắm. Thôi video mình xin dừng đây ha. Chúc mấy bạn buổi tối vui vẻ ha.